GLTV viếng thăm những ngôi mộ tập thể trên đất liền Mã Lai. Nghe tin Mã Lai vừa mở cửa, GLTV bay tới tiểu bang Terengganu vào ngày 19 tháng 8 2022 để thăm trên 300 mộ tại Bi Đông và những nấm mộ tập thể dọc theo bờ biển Mã Lai đã chôn hơn 1.000 người, đồng thời cũng viếng thăm hàng ngàn người bỏ xác ngoài biển khơi vì bão tố, cướp biển, đói khát. Ngoài những tài liệu chúng tôi dày công tham khảo, đoàn rất cần người hướng dẫn tìm mộ, nhưng không tìm ra ai. Chúng tôi đành phó mặc cho trời sắp xếp. Chúng tôi check-in một khách sạn một sao trên bãi biển Canberra trong tâm trạng rất lo âu. Lúc 2 giờ sáng, tôi bị tiếng hắt hơi rồi tiếng xì xào của ai đó đánh thức. Tôi ngơ ngác tỉnh giấc, thấy ông xã nằm bên đang ngáy khò khò. Tôi nhìn quanh căn phòng trống trơn, không biết ai đánh thức mình. Tôi mở điện thoại xem giờ thì thấy vô số thông tin về mộ tại Mã Lai hiện ra. Tôi chụp hình lại và thức tới sáng, thảo ra chương trình thăm mộ. Tôi biết linh hồn của những người tị nạn đang giúp chúng tôi. Hello, hello. Good morning, everybody. We are here at the beautiful Malaysian at the resort called the Canberra. As you can see, they have about 26 different rooms. It's right next to the beach. It's literally a walk away from the beach. Today is August 20th, 2022. And 3L Television, along with Alan Beaufort, Jenny Aitintai, and Ngoc Lê. We are here at the beautiful places in Malaysia, very close to Pulau Bidong. This is where the island where many of the Vietnamese, hundreds of thousands, around close to 300,000 Vietnamese refugees from 75 to 90s, in the 90s, who landed in Malaysia and seeking refugees after the war in 1975. So today we visit the island of Pulau Bidong and give prayers. Tụi mình đang ở một cái resort khách sạn rất là dễ thương, tên là Canberra. Khu này có khoảng 26 phòng và ngay sau mình là bờ biển. Có thể là đi bộ ra biển, có thể enjoy biển ngay đây. Pulau Bidong nhìn từ xa. Đảo Pulau Bidong này ha, là 15 km từ đây. Điều này cho đi kể cho nghe nha. Khách sạn này là khách sạn có một sao thôi, hình như dưới một sao luôn nữa. Là đâu có thể vậy. Tại vì quý vị biết không, là chỉ có một cái vòi nước thôi, mà vừa đánh răng vừa rửa mặt vừa tắm mà không có bathtub, mà cũng không có sink nữa. Mình phải đứng ngay chỗ cái toilet để mình đánh răng. Nhưng mà tụi mình enjoy đúng không? Trời ơi, có 10 đô một đêm mà lại còn cho free ăn sáng nữa. Mà ăn sáng nãy giờ phải đòi cho đi đói bụng quá, tại nhịn đói cả ngày hôm qua ăn có một bữa thôi. Thành ra đói quá, sáng nay thì anh Linh đã ăn 5 cái bánh mì. Ôi dữ vậy. Một dĩa cơm nữa. So, we are here in Malaysia at a McDonald's. And very crowded here. They have the machine to order here. After you get the order, you pick up the order. Tiểu bang đầu tiên chúng tôi đi thăm là Terengganu. Trong thời gian chờ anh hướng dẫn feta, chúng tôi mua hamburger đãi anh em khách sạn đã giúp chúng tôi đi Bi Đông, dù họ chẳng biết gì nhiều về Bi Đông. Mây đen mịt mùng kéo tới, báo hiệu cơn mưa bão sắp tới. Tôi bồn chồn không yên vì sợ không kịp đi thăm hết các mộ tập thể và mộ ông Wong, là ân nhân chôn người tị nạn. Anh Feta xuất hiện lúc 3 giờ chiều. Anh tính 500 tiền Mã Lai cho phí hướng dẫn thăm mộ. Tôi vội vã đồng ý và xem anh như thiên sứ Chúa sai xuống trần giúp chúng tôi lúc đó. Trong cơn mưa lất phất, chúng tôi đến nghĩa trang Phúc Kiến Terengganu, cách cầu tàu Merang 25 km. Ngay góc trái nghĩa trang là bia tưởng niệm của văn khố thuyền nhân và một loạt mộ tập thể và mộ đơn trong 4 khu khác nhau, khu A, B, C và D. Tiểu bang Terengganu mai táng tổng cộng trên 680 thuyền nhân trong các nghĩa trang khác nhau. Nghĩa trang Phúc Kiến ở tại Jalan Kusara thuộc đường Wireless, Zone A, đã chôn 454 người, gồm nhiều mộ tập thể và mộ đơn. Mộ tập thể MG1 chôn 137 người, mộ tập thể 2 chôn 39 người chết chìm tại Batu Rakit, còn trên 30 người thì bị mất xác. Mộ tập thể 3 chôn 19 người đã ăn cháo rắn bị ngộ độc chết tại Bi Đông. Bây giờ đó
Cái trường hợp này là cái mộ tập thể của 19 người Vietnamese boat people và ăn mừng để được đi định cư, nhưng mà rất tiếc cho họ là họ đem con rắn ra họ nấu ăn, họ kiếm con rắn nào đâu đó cái họ mới nấu ăn và họ bị ngộ độc chết hết 19 người, không có số đi định cư, cho nên họ mới để đây nè, consuming poisonous snake soup, tức là ăn cái súp rắn đó, họ nấu cháo rắn ăn mà con rắn quá độc Alan, chết hết trơn luôn. 19 người đó không được đi, chết ở đâu? Chết tại cái đảo luôn, chưa kịp đi. Đông hả? Có rắn à? Họ bắt được, mình đâu biết nè. At Pulau Padong vào ở Pulau Bidong vào tháng 4 năm 1977, trong khi đang chuẩn bị để rời đi cái trại đó Alan. So the island Pulau Padong has snake? Yeah. It has snake? Yeah. Oh, before this. And now don't have snake. Oh, they eradicate the whole place. Mộ tập thể 4 chôn 54 người chết chìm tại Rantau Abang, còn trên 40 người cùng tàu MH3012 thì lại chôn tại Đung Gung. Một tập thể 5 chôn vô số thuyền nhân chết tại Mơ Trang. Một tập thể 6 chôn 33 thuyền nhân chết tại Sebarang Thakit. Có số tàu là SS04281A. Hai mộ tập thể vô danh chôn 3 người và 9 người. Những cái mộ nào mà sơn màu trắng là cũng do văn hóa thuyền nhân họ làm. Và coi như là đó là mộ của người Việt để phân biệt mộ với người tàu nha. Ở đây cũng là cái mộ tập thể. Cái mộ này thì có 33 thuyền nhân cũng chết ở ngoài biển, ở gần chỗ Sebarang Thakia vào 13 tháng Giêng 1987. Mộ tập thể là có những cô con gái của cái người mẹ hay người cha gì đây, là mình thấy để tên là Nguyễn Thị Khương Thanh, rồi Trần Minh Trí, Hồ Chí Kiệt, Hồ Chí Nam, Thần Quế Chân, Hà Thu Yến, Ô Hoa Nữ, Trang Chui Văn. Thì tất cả những người này chết cũng còn rất là trẻ. Có người chỉ mới có 1 tuổi, 2 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 16 tuổi, 30 tuổi, 28 tuổi. Coi như là toàn bộ các con gái đã chết hết vào ngày 2 tháng 8, à 8 tháng 2 năm 1981. Đây cũng là một ngôi mộ tập thể của một gia đình. Zone B thì chôn 61 người, gồm vài mộ tập thể, chôn 4 người, 6 người, 8 người, 5 người, 15 người và rất nhiều mộ đơn. Zone C chôn 9 thuyền nhân, Zone D chôn 2 thuyền nhân. Sau đó chúng tôi thăm nghĩa trang Đung Gung cách cầu tàu Merang 65 km. Mộ tập thể Đung Gung 1 chôn 40 người. Chúng tôi tìm mãi trong khu nghĩa trang người Hoa mới thấy mộ tập thể Đung Gung 2 chôn trên 100 người dưới chân đồi gần cây cổ thụ
thẳng hàng với hai cây cổ thụ tùm trên đồi. Đây là cái cổng ra vào. Nếu mình muốn đuôi đi vô thăm cái mộ 100 người Việt của mình thì mình đi thẳng đường này, chung ba cái cây, hai cái cây đó, đi chừng khoảng 100 mét mình nhìn xuống bên tay phải, nhìn xuống sâu thì cái mộ nằm ở dưới. Cầu nguyện cho mấy người lính mộ ở đây là đơn quân. Chị này xin khấn nguyện cho những cái đồng bào tị nạn chúng ta đã được ông vua đã chôn ở đây trong cái ngôi mộ tập thể hơn 100 người. Và theo văn bố miền dân thì đây là mộ Đông Quân hai. Anh là đồng bào là Đông Quân hai và Đông Quân hai. Nó có bốn cái cột trên trong mộ Đông Quân một. Mộ Batulima chôn 4 thuyền nhân, mộ Besup chôn 3 thuyền nhân. Nghĩa trang Phuket Chinese tại Kemamang có mộ tập thể chôn 7 thuyền nhân. Nghĩa trang Thao Giang Dian Temple có 80 ngôi mộ thuyền nhân, trong đó 38 mộ có tên. Còn tiểu bang Pahang tại nghĩa trang Migrants, Bukit Uni, Kuantan Gulf chôn 36 thuyền nhân bao quanh bởi nhà thờ Công giáo Saint Thomas, chùa Tho Kong Tho Quantin và nhà thờ Đạo Hồi. Nghĩa trang người Hoa và Nenasi thì chôn 5 người. Tại tiểu bang Johor, nghĩa trang người Hoa Rumping chôn 13 người, nghĩa trang người Hoa Mersing chôn 52 thuyền nhân, nghĩa trang Baru của người Hoa Mersing chôn 4 thuyền nhân. Tại tiểu bang Kelantan, đó là phi trường Kota Baru và rất gần biên giới với Thái Lan, tiểu bang Kelantan mai táng trên 200 thuyền nhân trong 4 nghĩa trang khác nhau. Nghĩa trang Kampung Dalam Wat Chapra Chontret tại Thumbat có mộ tập thể chôn 5 thuyền nhân vô danh. Nghĩa trang Christian tại Panji chôn 29 thuyền nhân. Trang người Hoa tại Ba Chóc có mộ tập thể chôn 46 thuyền nhân vô danh. Đây là tàu mà anh Nguyễn Ngọc Ngạn đã đi, mang số tàu MT065. Còn nghĩa trang người Hoa Kampung tại Cherangruku có mộ tập thể chôn 123 thuyền nhân, cộng với 5 thuyền nhân đã được dời từ bãi rác Panji về. Đây cũng là những người ở trên tàu của anh Nguyễn Ngọc Ngạn đi là MT065. Tàu của anh Nguyễn Ngọc Ngạn đi là tàu Kim Hoàng MT065, có 300 người đi bán chính thức.
vào ngày 26 tháng 11 năm 1978 từ Mỹ Tho. Mỗi người phải trả phí 12 cây vàng. 100 đàn ông bị dồn xuống khoang tàu. Khi tàu gần đắm, vợ con anh Ngạn gọi anh lên trên bon tàu. Nhờ vậy đã cứu mạng anh lúc ấy mới 32 tuổi. Tàu anh bị đắm vì bão tố khi đã thả neo khoảng 200 mét gần bờ Mã Lai đêm 1 tháng 12 năm 1978. Có hơn 200 người chết chìm tại khu lao Semarak và khu lao Besuk. Xác của họ trôi vào mấy chỗ khác nhau, trong đó có vợ con anh. Vợ anh Lê Thị Tuyết Lan, 26 tuổi, và nhiều người trên tàu chết mất xác. Con anh là Lê Trần, 4 tuổi, xác trôi vào bờ. 46 thi thể được chôn tại Balai Bachok thuộc làng Semarak vào 4 tháng 12 năm 1978 và 123 người khác, cộng 5 người nữa, được chôn trong ngôi mộ tập thể tại Cherang Ruku. Tại thủ đô Kuala Lumpur có 39 mộ thuyền nhân trong nghĩa trang Sungai Besi Cherat Kongtong Center tại Bukit Betaling. Sau đó chúng tôi đã đi thăm mộ ông El Khon Wong. Trời gần tối và trong cơn mưa xối xả, chúng tôi nhất quyết phải thăm mộ ông Wong Gia Hau, tức là Vương Gia Hiếu, hay còn gọi là El Khon Wong. Ông qua đời vào năm 2006. Ông đã giúp chôn cả ngàn xác thuyền nhân dọc theo bờ biển Mã Lai trong các nghĩa trang khác nhau. Ông còn in ra 2.000 quyển sách chỉ dẫn sơ đồ mộ thuyền nhân. Từ năm 1978 đến năm 1990, ông là đại ân nhân của thuyền nhân Việt. Nếu không có cuốn sổ này, chúng ta sẽ không cách nào biết được thuyền nhân Việt chôn ở đâu và trong nghĩa trang nào. Muốn tìm mộ ông Wong thì chúng ta phải đi như sau: cách cầu tàu Merang 100 mét, có ngã ba quẹo trái, qua cầu chạy vài cây số sẽ thấy mộ ông nằm ngay giữa đỉnh đồi Merang Hill, phong thủy cực tốt, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Đang mưa gió rầm trời, nhưng khi chúng tôi vừa tới mộ ông, trời khô ráo, gió mát thổi hiu hiu như cõi thiên đàng. Chúng tôi quỳ lại ông như người thân của mình. Gương mặt hiền từ của ông trên bia mộ trông vô cùng thân thương. Trời tối dần, chúng tôi mới chịu ra về. Đây là người rất là có cái tâm, và ông là người gốc Hoa. Thật ra chúng ta đừng có ghét người dân, người Hoa, người họ thiệt là có lòng tốt đó. Mình nên thương những người trên thế giới tất cả. Đừng có vì những cái nhỏ nhỏ. Về chính trị thì cái chuyện nó khác, nhưng mà nếu nói vậy mình đem được người Hoa mình chửi hết. Trên này được người Hoa cúng vào miền Nam Mã Lai, quý vị. Không có người Hoa là tàu trên này chết hết. Họ cũng cứu, cho nên trên này rất là thương cái dân tộc Hoa. Mình không biết cái chính phủ Trung Quốc thì cái chuyện đó là một chuyện khác, nhưng mà người Hoa có phải rất là tốt. Họ giúp đỡ cho cái tàu trên này vô được miền Nam Mã Lai mà còn sống sót. Cho nên trên này nghe ông là người Hoa giúp đỡ người tị nạn trên này, rất mong muốn biết được ông như thế nào. Nhưng mà rất tiếc là vì mình biết ông thì ông đã qua đời. So right behind us here, 3L Television, Jenny and I and Ngoc visit Mr. Wong. As you know, Mr. Wong has incredible heart, like a golden heart, him and his wife Alex Wong. Back in the 70s, the 80s and the 90s, Mr. Wong has rescued many of the people who died in the ocean and take them to burial site to bury them properly and pray for their spirit to go to the heaven. Mr. Wong lives in Malaysia at the Terengganu area here. So this is the area where he lived, and he was born in this area here. So he was when he passed away, this is where mộ của ông Wong. Nãy giờ mình để ý có một điều rằng là coi phong thủy rất là tốt, là lưng tựa núi, mặt hướng biển nha quý vị. Rất là tốt về mặt phong thủy, mà cái mộ của người Hoa đó họ rất là to. Nó trên đồi nữa. Trên đồi nhìn xuống giống như là đồi Rose Hill của mình bên California. Mà cho nên có hỏi tại sao cái mộ quá lớn như vậy. Thì họ nói là sau này vợ và con hay gia đình gì chết là chôn chung ở cái chỗ này, cho nên họ làm cái đo dựng lớn giống như là cái nhà mồ vậy đó ha. Mình thấy thiết kế rất là hay đúng không Jenny? Yeah, âm nguyện của mình bữa nay xong rồi đó. Được gặp Mr. Wong dù là ông đã Thank qua đời. You, và ông đã We cũng có thể you. Là đi về heaven rồi. Nhưng mà xin ông hãy coi như là cho mình đi theo, sau này mình được đi lên heaven giống ông, tại ông làm nhiều việc thiện quá. Trích dẫn sau đây là của Văn Khố Thuyền Nhân. Bà Alice Wong là vợ của ông đã kể lại, trước khi qua đời, ông đã ra thăm mộ thuyền nhân Việt và hát bài I Will Follow You Forever. Quê nhà ông ở thủ đô Kuala Lumpur, nhưng ông muốn chôn trên đồi Merang để gần thuyền nhân Việt.
ông mong sau này nhiều thuyền nhân Việt sẽ về thăm mộ ông. Vợ ông còn kể cách chôn mộ tập thể của người Việt như sau: chúng tôi xếp xác họ từng lớp, không phân biệt nam nữ, tuổi tác, cứ một lớp xác người xếp lên một lớp khăn liệm, rồi lại tiếp một lớp xác người khác. Trên cùng chúng tôi đặt một lớp ván ép, rồi xúc đất đổ lên, thế là thành một ngôi mộ lớn. Hoàng Thái Hậu Tengku Besa, mẹ của vua Thuanku Mian, tiểu bang Terengganu, đã chứng kiến xác hai mẹ con tị nạn trôi vào bãi biển gần biệt thự của bà vào năm 1978. Sau này bà bảo thống đốc bang cho quỹ 200.000 tiền mã để giúp dọn dẹp đảo Bi Đông. Ngưng trích dẫn. Đến thăm mộ thuyền nhân tại Mã Lai, chúng tôi thật sự cảm ơn văn hố thuyền nhân do anh Trần Đông dẫn đầu đã trùng tu mộ theo phong cách đặc trưng, quét vôi trắng toát, nổi bật giữa mấy ngàn mộ chí người Hoa, sơn màu chàm âm u nên rất dễ tìm. Ngoài ra văn hố thuyền nhân còn cung cấp thông tin hữu ích cho người thăm mộ. Ở tại Malaysia cái số người mất mình nhớ mình nói là số người chết đó, thì nó hai cái chỗ nó khác nhau. Số người chết đó, ở tại Indonesia thấp hơn cái số người chết ở tại Malaysia, số thuyền nhân đó nha. Số thuyền chết ở tại Indonesia đó là ít hơn số thuyền chết ở tại Malaysia là rất là nhiều. Riêng ở tại một cái khu nghĩa trang trong đất liền đó, thì trang khu A đó là đã có là 700-800 người chết. Một cái mộ có 170 người thôi. Trời. Là 1/3 của 1/3 cái Gia Lăng rồi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Mà nó có thêm mấy cái ngôi mộ tập thể như vậy nữa. Mộ yeah. Chỉ có đặc biệt là tại Malaysia thì có mộ tập thể, còn không ngoài ra không có nơi nào trên thế giới có mộ. Ở các cái vùng Đông Nam Á mà di tích truyền nhân thì các nơi khác không có mộ tập thể, chỉ có tại Malaysia đó là có mộ tập thể thôi. Và mộ tập thể thì có đó là tại vì tàu chim đó rồi chết rồi tóc của bờ đó rồi xác bị sình bị cái nở đó rồi nên là người ta phải chôn gấp đó rồi nên là nhận dạng thì cũng không nhận dạng được, giấy tờ cá nhân thì cũng không tìm thấy, cho nên là chôn trong một mộ thôi. Ở Mã Lai có bao nhiêu cái mộ tập thể như vậy? Tổng cộng khoảng 20 mộ tập thể. Oh my goodness. Từ 2-3 người. Từ 2-3 người cho tới khoảng 170 người. Khoảng 2-3 mộ. Và trong số đó thì cái ngôi mộ mà nhiều người biết tới nhất đó là cái ngôi mộ mà của Thảo Quân Nguyễn Ngọc Ngạn đi đó. Nguyễn Ngọc Ngạn đi đó. Thì vợ và con của Nguyễn Ngọc Ngạn đã chết và mai táng ở trong đó thì cái tàu đó cũng là một cái tàu khá là nổi tiếng và khá nhiều người biết. Bao nhiêu người trong cái mộ đó? Ở tại cái số người chết ở trên cái tàu đó thì chia thành là hai nhóm. Một nhóm đó là chôn ở tại một cái địa danh gọi là Charangupu. Thì chỗ đó nó là khoảng 130 người. Còn ở một cái địa điểm khác nữa là ở Ba Lai Ba Chót thì cách đó khoảng 30 cây số thì khoảng 46 người. Sau đó chúng tôi đi thăm Transit House là khu nhà chuyển tiếp tại Marang, cách cầu tàu Merang độ 30 km cạnh bãi biển, khu nhà chuyển tiếp cho người tị nạn Bi Đông nay đã hoang tàn đổ nát. Hello, chào các bạn. Phái đoàn 3LTV hôm nay đứng ngay chỗ cái đất này, khu này nó gọi là cái khu này nó gọi là Transit Center. Rồi. Tức là từ Bulan Bi Đông mà muốn đi nước thứ ba thì phải qua đây rồi chuẩn bị hết khám sức khỏe đại khái gì đó rồi họ mới được đi, tức là nó gọi là cái khu trại chuyển tiếp theo như tiếng Việt. Mà bây giờ nó bỏ hoang hết rồi anh ơi. Nhìn nó như nhà ma ha. Nhưng mà lucky cái là mình. Nhưng mà cái kỷ vật của người Việt mình vẫn còn ở đây. Nó chưa có đập đổ hết mà đúng có biểu không? Ngay ngoài sau đây là một cái bờ biển nên cái đất này là đất vàng đúng không? Đúng rồi, đẹp. Coi nè. Rất là đẹp. Nếu mà có thể đi theo tụi này coi, đây là cái khu vực đây. Các bạn thấy là khu vực ngoài biển rất là đẹp đây nè. Khu vực này đó là có bên đây, có giữa đây với lại bên đây nữa. Là nguyên khu vực kia bây giờ là họ bỏ hết rồi bao nhiêu năm. Thì khu này là sau đó không có sử dụng nữa. Và đã đóng luôn tới bây giờ. Thì cũng may là họ chưa có đập khu này để làm những cái resort đúng không? Đây khu này có thể làm resort. Ở đây có một chiếc tàu dưới thuyền này. Năm 93 đó là khu này đóng cửa, không có hoạt động nữa. Nó nhìn nó trong nó rất là spooky. Bây giờ nó lạ lắm rồi.
Thì hiện giờ ở đây là mình thấy đây là có cây nhào đó. Rồi cũng là trái nhào nữa nè. Xong là cái chỗ này họ thích cây nhào đó, họ trồng cái nhào gì ra. Mình tưởng là trái xoài. Ở trong đây bây giờ là cây con kỹ vật gì trong đây là của người Việt mình trong này nè. Đây là phần restroom nè, đồ gì dán là của người Việt nè. Dân bản xứ cái làm sao mà người Việt địa có. Hội Hồng Nguyệt tại Bi Đông hay còn gọi là Hồng Thập Tự Mã Lai có tổng thư ký Datose Araman và giám đốc điều hành Misnan đã lưu trữ 200.000 hồ sơ của những người tị nạn sống sót. Bây giờ chỉ còn vài người Mã Lai biết rõ về thuyền nhân Việt. Trước khi rời Mã Lai, chúng tôi may mắn được mời tới công ty của anh Feta và bạn của anh. Họ còn giữ rất nhiều kỷ vật của thuyền nhân.